Cũng qua kèo là kèo mà qua cột.
không phải tại giá, tại vàng lên giá, tại xăng lên giá, tại dầu ăn lên giá. Hai đứa mình mà xa nhau 26 qua kinh chưa? 26 vừa qua hợp đi dò xuống tiếp vô. 26 ai đợi hàng 10? Ai đợi hàng 10? 10 gì đây, 10 gì đâu? Hello mọi người, hiện nay thì Hùng Cường, Lê Trường cũng như là Lộ Lộ và Hoàng Thắng đang biểu diễn tại ở đây là Phú Hòa, chợ Phú Hòa, Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đàn lô tô của Hoàng Huy. Cho nên là hôm nay thì khá là vui khi mà chúng tôi đã đến đây để cùng biểu diễn cho bà con xem và với chúng tôi là đàn lô tô của Hoàng Huy. Dòng quay đến nay là con sông Yeah.